Ngày 1 tháng 12, công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một nam thanh niên bị đâm chết ở phường 12. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30 tháng 11, một cô gái khoảng 26 tuổi tìm đến nơi làm việc của người bạn trai tại hẻm đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Khi gặp nhau, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cô gái đã cầm dao đâm bạn trai, do vết thương quá nặng, nam thanh niên đã không qua khỏi sau khi gây án cô gái đã đến cơ quan công an đầu thú công an đã khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của cô gái để điều tra nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là giữa cô gái và người bạn trai có mâu thuẫn trong tình cảm